này, cái thân cây này nhá, nó mặn mình, nó cứ uốn lượn, nó giống như con rắn, con rồng nổi lên. Và đến nay cái ổi có niên đại là 85 năm rồi. Họ gọi cây này là cây mục tinh. Thì ổi được diễn tả là cười như sau. Cành này là bị rung bởi chúng ta đụng với cái cành này đi. À, cũng hơi rung một chút đúng không ạ? Vâng, cái cành này cũng đã ổn định rồi đúng không các anh các chị? Thì chúng ta chỉ cần gãy nhẹ vào da một cái ổi thôi, các anh chị hãy để ý nhé. Tất cả đầu lá từ xa đến gần, từ trên xuống dưới của cái cành này đều rung lên từng hồi từng nhịp, như là chào đón chúng ta hôm nay về Thăng Long Mộ Đức Vua. Ổi đang mừng đang vẫy chúng ta lại, chính là ổi đang cười đấy các anh chị ạ. Vậy em sẽ dừng nhá, 3, 2, 1 và em có gái nữa thì ổi sẽ không cười nữa. Hoặc thành bên này nhá, bên này đang nguyên như thế này nhưng chúng ta chỉ cần gái vậy sao thôi. Ta thấy tất cả đầu lá đấy ạ, rung lên như vậy. Vậy chúng ta muốn cho ổi cười giống em vừa gái thì chúng ta phải gái dọc thân ổi, và gái là phải đúng chỗ ạ. Mình phải gái vào cái nách của cái ổi thì cái ổi sẽ cười suốt cả ngày. Tức là cũng giống như cảm giác con người vậy, cứ gái vào nách là cười sần sật đấy, nhưng mà gái chỗ khác thì nó ít nhạy cảm hơn. Nhưng mà chúng ta có thể gái ổi đấy ạ, không những ổi cười, người cũng cười vui vẻ lắm ạ. Mời tất cả các anh chị chúng ta cùng thử gái ổi một chút ạ. Và quà thì bốn mùa đều có quà các chị. Khi chín là các bà từ đây, bà từng hái dâng cho đức vua, và bằng cách nào sẽ được bắn là bằng cách đó. Và ai được ổi này sau khi thụ lộc thì cảm thấy gặp nhiều may mắn lắm. Nhưng mà con nghĩ quả chín quá mà rơi xuống đất này mọc cây con mà trồng mua đất khác ấy, nó lại không có độ từ trường cao, không có độ nhạy cảm thế này đâu. Vì vậy chưa hẳn do giống ổi mà do cái vùng đất tụ linh tụ khí, cho nên đất tổ nhà Lê đã chọn vùng này. Và nhà Lê như chúng ta biết là cực kéo dài nhất trong lịch sử Việt Nam là 360 năm. Và cái thời hậu Lê này bắt đầu từ Lê Lợi đến Lê Chu Thống là kết thúc của thời Lê. Và có một cái điểm tâm linh tại đây nữa là các anh chị cũng có thể trải nghiệm nhé, là chúng ta nắm thân ổi vào trong tay, bất cứ cành nào cũng được, và chúng ta cứ nhắm mắt tĩnh tâm, thả lỏng cơ thể và cố gắng là không suy nghĩ được gì cả. Ta cảm giác người lâng lâng khó tả vô cùng, giống như có nguồn năng lượng, nguồn sinh khí từ cái ổi truyền về người mình. Họ gọi là ổi thần, thần ứng vào thì da dẻ lúc nào cũng hồng hào, sức khỏe công danh thì rất là tuyệt vời. Ổi linh thiêng lắm. Em bây giờ mời tất cả chúng ta cái ổi nắm ổi cầu sức khỏe bình an tại cái ổi thần ạ. Bạn ý đang phê thế lâng lâng không em ơi? Thế lâng lâng không? Thế lâng lâng đây. Các chị đang thử cầm xem rất là vừa tay ấy. Hôm nay là mới tháo cỏ lên để chuẩn bị đón lễ hội ạ. Chị có thấy vừa tay không? Vừa anh ạ.